Tối ngày 16 tháng 11, nhận được tin báo người đàn ông nghi ngáo đá, sát hại mẹ ruột ở khu đô thị Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội, công an lập tức khống chế bắt giữ nghi phạm. Thông tin ban đầu, nam thanh niên tên Nguyễn Hồng Giang, 35 tuổi, ngụ quận Hai Bà Trưng. Người này nghi sử dụng ma túy tổng hợp, bị ngáo đá và dùng dao sát hại mẹ ruột là bà Nguyễn Thanh Thủy, 58 tuổi. Sau khi gây án, nghi phạm bị lực lượng công an khống chế bắt giữ tại chỗ. Đại diện công an huyện Gia Lâm cho biết đã nắm được vụ việc, lực lượng chức năng đang ở hiện trường để điều tra.